Xin chào tất cả mọi người, bản thân Quỳnh Nga là người rất là dễ lên cân. Chính vì vậy là trong cái thời gian vừa qua đã có những lúc mà mình bị lên cân một cách không kiểm soát. Bản thân Nga là người rất là nhỏ nhắn, cho nên là cái vóc dáng của mình chỉ cần lên vài cân thôi thì mình lên hình cũng đã bị ảnh hưởng rất là nhiều rồi. Khi mà mình ở nhà vì trong thời vừa rồi bị dịch thì mình đã ăn uống hơi nhiều này, rồi là mình rồi nấu những cái món ăn ngon quá. Chính vì vậy là mình đã lên cân một chút. Cái vòng mà làm cho Nga cảm thấy bị stress nhất đó chính là vòng 2. Nó lên một chút thôi thì nó cũng là tích mỡ vào đấy. Chính vì vậy là sau đấy mình không biết là mình phải làm cách nào để có một cái vòng eo thon gọn, một cái cân nặng cân đối. Thì người stylist cho Quỳnh Nga trong thời gian vừa rồi, khi bạn ấy đến make up cho mình, bạn bảo ôi sao chị lại lên cân nhiều như thế này, thì bạn ấy có gửi cho Nga một cái sản phẩm, đó chính là Vinslim V3. Thì mới đầu thì Nga không biết là sản phẩm này như nào, nhưng bạn ấy bảo là bạn ấy đã sử dụng sản phẩm này. Và hơn hết, bạn ấy là cái người rất là khó tính. Bạn ấy tất cả những cái sản phẩm bạn ấy sử dụng thì đều như là sản phẩm bạn ấy đã kinh qua cũng như là trải nghiệm rồi. Khi nên là bạn ấy gửi cho Nga sản phẩm này, bạn ấy bảo rằng là chị yên tâm đi, bản thân em là người sử dụng rồi, cho nên là chị lại là người rất là khó tính nữa, cho nên em gửi sản phẩm này để chị trải nghiệm thử. Và em tin chắc chắn rằng là chỉ sau khoảng 1 đến 2 tháng, chắc chắn là chị lại có một cái cân nặng cân đối cũng như là một cái vòng eo như là chị mong muốn. Sau khi mà Nga được biết cái sản phẩm Vinslim V3 này, thì cái người bạn stylist của Quỳnh Nga có nói rằng là đây là cái sản phẩm hết sức là thiên nhiên. Và Nga được biết là trong cái sản phẩm này thì có hai cái thành phần chính, đó chính là cần tây và quả bứa. Thì mọi người được biết là cần tây trong khoảng 2 năm trở lại đây thì có rất là nhiều chị em nói rằng là cần tây nó tốt cho cơ thể này, thanh lọc cơ thể, thải độc, và hơn hết là làm cho mình giảm béo hết sức là nhiều. Ngoài ra khi mà dùng một cái thời gian nhất định thì nó cũng làm cho cái làn da của mình mịn màng và sáng hơn như mọi người đang thấy. Bản thân Nga là người rất là dễ lên cân, chính vì vậy là Nga thường xuyên tập luyện rất là nhiều, nhưng mà không phải lúc nào Nga cũng tập luyện được, vì cái thời gian di chuyển, công việc này, bận rộn này, Nga không thể nào là tập luyện cũng như là uống những cái sản phẩm cần tây tươi. Thì khi mà biết đến cái sản phẩm Vinslim V3 thì Nga thấy rằng là nó có quá nhiều cái công dụng. Ngoài cái công dụng chính là giảm cân thì có một cái mà Nga cảm thấy hết sức là hài lòng, đó chính là nó khá là tiện lợi. Như mọi người thấy ở đây thì nó chỉ là một cái lọ nhỏ như này thôi, và nó được chiết xuất từ cái dạng viên sủi. Chính vì vậy là mỗi người mà mỗi lần mà mình ăn xong, mình chỉ cần thả cái viên sủi này vào nước, đợi một xíu thôi là mình có thể uống cái sản phẩm này ngay sau khi mà mình ăn rồi. Thì nó có cái tác dụng hết sức là cao, gấp 10 lần so với những cái sản phẩm khác. Và rất là nhiều chị em nói rằng là ôi mình cần phải giảm cân nhanh, rồi là có vùng eo thon gọn và vùng mỡ của mọi người rất là nhiều. Thì đây là một cái sản phẩm hết sức là hợp lý để các chị em có thể mang đi bất cứ đâu, đi công việc này, là công việc văn phòng, hay tất cả những người mà có cái nhu cầu giảm béo, thì đây là một cái sản phẩm hết sức là hữu dụng cho mọi người. Và Nga hy vọng là với cái sản phẩm này thì tất cả những chị em có nhu cầu giảm cân cũng như là muốn có một cái cơ thể cân đối, một vòng eo thon gọn, hơn hết là nếu mọi người giảm cân mà không muốn mất nước thì mọi người dùng Vinslim V3 này nhé. Và hy vọng sau khi mà Nga chia sẻ sản phẩm này với mọi người thì mọi người sẽ có một cái sản phẩm để túi, để lúc nào mà mọi người cảm thấy rằng là mình cần phải giảm cân ngay vì mình ăn quá nhiều thức ăn rồi, thì mọi người đến ra sản phẩm Vinslim V3 này nhé.